Các bạn thân mến, hành trình tiếp theo trong ngày hôm nay, Kiên mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau hành trình đến núi Mắt Thần ở Cao Bằng. Có thể nói được rằng là thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất Cao Bằng nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung rất nhiều những cái khu danh lam thắng cảnh vô cùng đẹp và hùng vĩ. Và như các bạn đang nhìn thấy đây thì đó là núi Mắt Thần thuộc tỉnh Cao Bằng, là một trong những nơi thu hút rất nhiều những cái khách tham quan cũng như là du lịch và những phượt thủ. Bản thân Kiên cũng kiểu là mang tính chất du lịch phượt thôi và cũng rất thích khám phá những cái mảnh đất trên giải chữ S của Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến tham quan và khám phá cái núi Mắt Thần này. Thì nếu nói chung về con đường từ Cao Bằng cũng hay là ở Hà Nội lên đây thì cũng khá là thuận tiện rồi, cũng đang đều trải thảm và giải nhựa hết rồi, không có gì là khó khăn cả. Chỉ mỗi cái là cái con đường mà từ ngoài quốc lộ mà vào đến khu vực nhà núi Mắt Thần này thì vẫn đang trong tình trạng là còn hơi hoang sơ một chút, cũng chưa có gì gọi là đầu tư nhiều, nhưng mà thực tế là cũng rất là dễ đi. Xe thì Kiên đỗ cách đây khoảng vài trăm mét thôi và chúng ta đi bộ vào đây. Các bạn nhìn ngã trượt chân. Thì đây thì ở đây thì theo Kiên nghĩ thì ô tô cũng có thể lên được và cũng xuống được, nhưng mà đối với những ai mà tay lái mà hơi yếu một chút thì mình khuyên các bạn thì cứ nên đỗ xe ở trên chỗ đỉnh, nó đỉnh trên kia thì cũng gần thôi, không có gì gọi là xa cả. Thì ở xung quanh đây, xung quanh núi Mắt Thần có nhiều cái dịch vụ camping, cắm trại qua đêm và những cái dịch vụ thiết yếu cho du khách. Cảm giác khi đến đây nó lâng lâng và nó điềm tĩnh đến lạ kỳ luôn. Đây chúng ta, các bạn đây, đến đây là hết rồi, còn xuống như này là xe máy thôi. Xe máy thì các bạn có thể đi được thoải mái từ đầu đến cuối luôn. Ô tô thì chúng ta cũng chỉ càng lắm thì cũng chỉ đến được đây thôi. Ở đây thì chắc là phù hợp với cả những xe bán tải, không biết là con đường đá này là đi đâu, nhưng mà theo lối mòn lối đường đất đây thì là chúng ta xuống những cái khu thảo nguyên ở dưới kia, lấp ló từ xa đã thấy những cái con ngựa, con trâu đang gặm cỏ. Thế là Kiên lại thích đi vào những cái ngày thường không quá là đông người và cũng không quá gọi là xô bồ lắm, ở những nơi tập trung khu du lịch, nơi sinh thái. Và khi mà mình đến đây thì mình cảm giác như là cái tâm của mình nó an hơn, cái tâm trí mình nó được giải phóng ra rất nhiều. Bản thân Kiên sống ở Hà Nội thì cái cuộc sống phố thị cũng như là cái khu
ồn ào phát triển kinh tế thì nó không được yên tĩnh và không được bình yên cho lắm. Lúc nào con người ta cũng xoay quanh cái câu chuyện đồng tiền bát gạo. Để khi nào các bạn lên đến Cao Bằng và nhất đặc biệt nhất là khu vực Mộc Bất Thần này, mình nghĩ là các bạn nên cắm trại để qua đêm ở đây. Nó tính theo cái giới trẻ bây giờ đang có cái trend đó là đi để chữa lành tâm hồn. Ở đây mọi thứ vẫn còn đang rất nguyên sơ, chưa có hiện tượng hay chưa có can thiệp của bê tông hóa, giống như những cái nơi mà danh lam thắng cảnh cũng như nổi tiếng khác. Còn sau này thì ở đây có bê tông hóa hay không, nhiều nhà nghỉ khách sạn hay là nhiều những cái dịch vụ mang tính chất xô bồ hơn không thì cũng không dám nói, nhưng mà chắc chắn rằng Thiên nghĩ thì sau này kiểu gì cũng sẽ có thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy từ xa đây, đây là núi Mất Thần 100% đấy, bằng tự nhiên. Phía đằng xa xa kia là con trâu đang gặm cỏ. Và cảm giác đến đây rất là thanh bình luôn. Thì núi Mất Thần này có tên gọi khác về tiếng dân tộc thì kia cũng không rõ lắm, nhưng mà thực tế ra là cái tên núi Mất Thần nó có một cái gì đó rất là kỳ bí và huyền ảo. Về vị trí địa lý của núi Mất Thần này nằm ở xóm Bản Danh, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đúng rồi, theo như những gì mà Kiên biết thì ngọn núi Mất Thần này hay người dân địa phương còn gọi đây là núi Thủng. Do hình dáng bên ngoài của cái núi này nó tựa như là một cái con mắt với đường kính đi khoảng 50m ấy. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là ngọn núi độc nhất vô nhị ở Việt Nam này. Núi Mất Thần này nằm gọn ở trong quần thể thung lũng. Ở đây thì theo như kiên tra thì theo cái tiếng của bà con địa phương ở đây, người Tày là người bản xứ, thì núi Mất Thần có cái tên gọi là Pia, dịch ra có nghĩa là núi bị thủng một chỗ, thế có nghĩa là núi bị dồi xuyên qua. Theo cái tài liệu chính thức đã được các chuyên gia hàng đầu của cái Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản của Việt Nam trực thuộc vào Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các chuyên gia quốc tế hàng đầu của cái mạng lưới công viên địa chất trên toàn cầu thì đã thẩm định và ghi rõ ban bố rằng là núi Mất Thần này thực ra là một núi thủng hình tròn, nó đường kính 50m, ở độ cao 50m so với mặt hồ Hang Hen. Xung quanh đây rất nhiều những cái vị trí chúng ta có thể cắm trại vui chơi, và đặc biệt nhất đây, ở đây thì rất là phù hợp với những cái hộ gia đình như có trẻ nhỏ có thể vui chơi thoải mái, nhưng mà cái yếu tố an toàn thì bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Ở đây cũng có nhiều cái
cái hố, mà dưới lòng hố thì là có nước. Đó, và theo như những gì Kiên biết là ở đây thì nước ở đây là nước ở dưới lòng đất, mạch nước ngầm là đùn lên. Đấy, chúng ta có thể đến đây và nhìn rõ hơn về những cái hồ nước này, hồ nước nhỏ. Phía xa xa kia là đàn trâu đang gặm cỏ. Nhưng mà nói ra từ nãy đến giờ thì cũng chưa thấy có con ngựa nào. Đi ở trên những cái bãi cỏ này thì thấy lác đác một vài những cái bãi mìn do những chú trâu, chú bò. Ở đây đằng kia, đằng này có, và các bạn đi theo lối này thì có những cái bè này. Không biết là người dân ở đây có thả cá ở những cái trũng nước như thế này không? Cũng không biết là những cái bè này để đây có tác dụng gì. Trừ khi là ví dụ như người ta thả cá hay là người ta nuôi cá ở đây thì người ta có những cái bè hay là để sao mỗi mùa hay là mỗi vụ thu hoạch cá mú thì người ta ra để giăng lưới. Đây, các bạn nhìn rõ bao quát toàn cảnh không? Đây, hiện nay là Kiên đang đi đến khu vực cái chân núi Thủng xem là có gì không. Lát nữa là Kiên sẽ dùng flycam và chúng ta sẽ bay lên và đi đến chỗ cửa, cái chỗ hang đó đi, để xem ở trên đó thì như thế nào. Đây, các bạn nhìn bao quát rõ toàn cảnh xung quanh thì đây là một cái thảo nguyên, và đây là một cái khu đồi đất nằm giữa xung quanh là núi. Và ngay bây giờ thì Kiên sẽ đi đến phía chân núi Thủng này xem ở dưới chân núi xung quanh như thế nào. Nếu như mà các bạn có ý định đến tham quan cái núi Thủng này thì theo mình nghĩ thì các bạn nên đi vào tầm tháng 9, tháng 10 là đẹp nhất. Và hiện tại là ở đây thì xung quanh thì cũng có thể nói là cũng là mơ mộng nên thơ rồi. Khi mà các bạn đi vào những cái tháng 9, tháng 10 ấy thì là sẽ có nhiều nắng, và có những cái vị trí ánh nắng đó xuyên qua cái lỗ thủng kia tạo một cảm giác rất là huyền bí. Đây, các bạn nhìn thấy đây, núi Thủng đây, và phía xa xa kia vẫn là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Ở đây người ta thả trâu bò ra ăn cỏ rất nhiều. Đó, về phía ở dưới chân núi kia có cũng đã nhiều cái cơ số bò với cả trâu rồi, và ở đằng kia nữa kìa cũng còn rất nhiều nữa. Thật là tuyệt vời, nếu như mà không đi thì không biết được, và chúng ta chỉ xem qua những cái hình ảnh thì thực tế ra cũng không đủ để mà có thể trải nghiệm và hình dung ra được hết khu núi này, đồng nguyên thảo nguyên này nó rộng lớn như thế.
đã có đợt mà trước khi mà Kiên có dự tính là lên khu Cao Bằng và đến chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của núi Mắt Thần này, thì cũng đã có ý định là sẽ thử leo lên trên đó xem là trên đó có gì không và trên đó như thế nào. Nhưng mà thực tế ra thì bây giờ thì sức khỏe cũng không cho phép được mình như ngày xưa nữa, nên mọi thứ cũng bị hạn chế rất nhiều. Khi mà các bạn lên đây và đặc biệt là tham quan những cái địa điểm du lịch ở trên những cái vùng núi như thế này, thì các bạn sẽ cảm giác được những cái mùi hương của núi rừng nó rất là thơm ngát, mùi của cỏ, mùi của cây hoa lá. Và lát nữa thì Kiên sẽ thử bay flycam lên và vào trong hẳn cái lỗ thủng kia xem là bên trong đó có những cái gì và có rủi ro gì không. Nhưng mà không sao, có thử thách hay là có những cái trải nghiệm thì nó mới nhớ lâu được, nó mới thú vị được. Đây các bạn nhìn nghĩa đằng kia, kia. Đấy, ở bên dưới thì là khu cắm trại, khu camping, thì ở trên kia cũng có một cái hang nữa này. Đó. Chắc là tí nữa thì Kiên cũng sẽ làm một chuyến flycam lên đó xem thế nào. Chỉ hy vọng là đừng có con khỉ hay con gì nó cầm cành cây nó ném mà thôi. Trải nghiệm thật là tuyệt vời và Kiên nghĩ rằng các bạn nên đến đây ít nhất một lần. Đó, các bạn nhìn nào. Theo lộ trình thì Kiên vẫn đang tiến sát vào chân núi để khám phá ra phía chân núi thì có những cái gì. Đây, các bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái bãi mìn. À, kia rồi. Phải nói là rất là rộng các bạn ạ. Nhưng mà nếu như mà theo số liệu Kiên đọc được ấy, thì cái bề ngang của núi này cũng chỉ tầm khoảng 25m thôi, nhưng mà các 50m kia là cho chiều sâu. Và vị trí Kiên đang đứng và đến trải nghiệm ở phía mặt đằng này là nơi có thể nói là đẹp nhất. Và khi mà trời mà nắng thì ánh mặt trời sẽ xuyên qua cái lỗ thủng kia rất là đẹp. Nhưng mà đó là những gì mà Kiên tìm hiểu ở trên mạng thôi, chứ còn thực tế giờ Kiên đang đến đây là tầm 14:24 rồi, tức là đầu giờ chiều, nhưng mà ở đây vẫn là âm u sương mù. Không được đón ánh nắng để quan sát và ngắm xem là cái ánh nắng xuyên qua núi thủng nó như thế nào. Nhưng thôi, nói chung là không mưa thì nó là một cái điều gì đó Kiên có thể nói là may mắn rồi, không có gì đòi hỏi thêm cả. Để có thể chúng ta đi dạo bộ quanh thảo nguyên như thế này, xung quanh khu núi Mắt Thần hay còn gọi là núi thủng. Thường thường như là những cái ngọn núi hay những cái đồi ở xung quanh khu dân cư như thế này thì là người dân địa phương ở đây là hay mở những cái lối mòn lên để có thể nói kiếm củi hay là làm cái gì đó. Và Kiên đang quan sát xem là có lối mòn nào hay không. Các bạn có thể nhìn về vị trí địa lý thì
núi Mắt Thần này thì cách thành phố Cao Bằng khoảng 50 km thôi, cũng không là xa lắm đâu. Thì khi mà các bạn thuận tiện như Kiên đây thì Kiên đi từ bên hang Bác Bó xong là qua thành phố Hòa Bình rồi lên đến thác Bản Dốc và động Nườm Ngao. Sau đó Kiên sẽ từ đó và Kiên về đây rất là thuận đường. Tiếp đó thì Kiên sẽ về thành phố Cao Bằng. Đường đi thì rất là thuận tiện. Ở đây có, như các bạn thấy thì có những cái rãnh, chắc chắn là ở dưới là có nước, có gọi là cái khe nước đó. Từ xa thì Kiên đã thấy âm thanh của khe nước rồi. Đây là các bạn, nếu mà đi đến đây thì tránh những cái cây này ra này. Ở đây thì những cái cây này mọc từng khóm và trên lá có những cái gai rất là sắc nhọn này. Và đặc biệt là đối với bạn gia đình nào mà có trẻ con thì nên để ý các con, dặn các con là tránh những cái bụi cây này ra, bởi vì nó đâm vào cũng khá là đau, nó sắc và nó nhọn hơn cả kim nữa. Đấy, Kiên vừa tạt qua một tí thôi mà nó đâm vào cảm thấy nhói luôn. Khi mà các bạn đi đến những cái nơi mà khe rãnh như này thì các bạn cũng hết sức để ý, chú ý và đảm bảo an toàn. Đây, mạch nước này là chảy từ trong khe núi ra. Nhìn vào màu nước chảy ra thì chúng ta cũng thế sẽ biết rằng là lúc trước thì cũng có một cơn mưa qua đây xối những cái màu đất xuống tạo nên cái màu nước nó đục, chứ còn bình thường thì nó sẽ rất là trong. Khi mà đến tham quan du lịch khám phá núi Mắt Thần này thì các bạn có thể tham quan ngắm nhìn cảnh núi rừng và cái vị trí núi Mắt Thần này vào sớm buổi bình minh thì cũng rất là thơ mộng. Ở đây còn có cái thác tên là thác Nặm Trá tại núi Mắt Thần này, không biết là ở chỗ vị trí nào. Thì trong ngày hôm nay thì Kiên cũng sẽ đi tìm hiểu xem có lên mà có đến được hay không. Chắc chắn rồi, khi mà đã đi cả một đoạn đường dài đến đây thì chúng ta phải nên khám phá và nên đi đến hết những cái điểm. Sau này chúng ta về chúng ta còn có cái thì chúng ta còn kể. Là khi mà đến núi Mắt Thần thì này thì người bạn hay là anh gì, cô gì, chú bác đã đến vị trí này ở núi Mắt Thần chưa? Thường thường đa phần thì mọi người đến đây chỉ hưởng những cái không khí cũng như là cái cảnh quan xung quanh ở đây, nhưng lại không đến hết được những cái vị trí nếu có. Và chắc chắn một điều rằng tí nữa Kiên sẽ
trước khi bay flycam thì Kiên sẽ ngồi ở chỗ khu camping thưởng thức ly cà phê. Tận hưởng cái cảm giác chill chill này. Và các bạn trẻ, nếu như các bạn mà có ý định lên đây thì Kiên nghĩ thì hãy xách ba lô và đi. Càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Với bất kỳ lý do gì cũng được. Và bây giờ không có gì với cái lý do là chữa lành tâm hồn cả. Rất đáng để đi luôn. Ở đây có những cái khe nước. Đây khe nước này rất là lớn này. Đó. Đây có những cái hụp này là đã bị xói mòn. Cái vị trí mà Kiên đang đặt chân ở đây cũng không phải là an toàn lắm đâu. Nó có thể lở bất cứ lúc nào. Wow, cảm giác vô cùng phê các bạn ạ. Thật sung sướng. Và cái chuyến đi của Kiên như này thì có dù như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Và không bao giờ Kiên có sự suy nghĩ hay lăn tăn gì cả. Cuộc sống của người ta vốn là vô thường. Chẳng biết là như thế nào về sau này, khỏe mạnh hay là ốm yếu. Nhưng mà khi mà còn khỏe thì cứ trải nghiệm đi. À, phía bên kia có một cái chòi. Cái chòi này chắc là của chủ của những cái trâu bò ngựa. À, phía đằng xa kia đã nhìn thấy ngựa. Mày quá, cái rãnh này cũng không có gì là quá to cả, nhỏ xíu ấy. Chúng ta có thể bước qua được. Đây có con bê con này. Lớn thì lớn lên thì gọi là trâu, nhưng sau là khi mà còn bé vừa đẻ ra này gọi là bê. Đấy, bò hay bê. À, nghé, xin lỗi nhá. Rồi, xin lỗi, gọi nhầm tên. Ba tên là nghé đúng không? Mệt à? Buồn ngủ à? Ăn uống gì chưa? Không đi trả lời. Châu mẹ thì đang cặm cụi gặm cỏ. Cảm giác thật là bình yên. Phía xa xa trên kia thì Kiên cũng thấy có một cái lá cọ của dân hay sao ấy. Người ta kiểu lợp thành cái mái tre này. Mùi, đúng là mùi hương. Có một bài hát là mùi hương mạ non. Nhưng mà đối với hoàn cảnh và cũng đối với khung cảnh này thì Kiên gọi là mùi hương cỏ non. À,
Trước đây thì Kiên có xem cái video của anh Hoàng Nam, chủ ở kênh Hãy Thách Thức Tôi. Đấy, chắc là anh ấy đi qua đây và anh ấy đi qua cái khu cái cầu khỉ kia. Đấy gọi là cái cầu khỉ. Và đi đến đây và đi khám phá kia, nhưng mà về sau thì không thấy anh ấy ra một cái video hay là tiếp theo cái cuộc hành trình anh có lên ở trên kia hay không. Không thấy, chắc là không, Kiên đoán là vậy. Bởi vì thực tế ra nếu như mà chúng ta mà đi lên tham quan cũng như có những cái cuộc hành trình lên miền núi, khu núi rừng như thế này thì hết sức cẩn thận những cái loài bò sát hay là rắn rết gì đấy. Và nhất là những cái điều kiện mà trời vừa đổ cơn mưa xong. Kiên thì Kiên không mạo hiểm thế cả. Đấy, mọi thứ là Kiên đi hành trình của Kiên là đều Kiên tự quay và để Kiên tự làm, chứ không có ai đi theo để quay. Đấy, phía xa xa ở dưới thung, dưới chỗ rãnh này có mấy con trâu đang ngồi gặm cỏ, đang đứng gặm cỏ, xin lỗi. Tự dưng thì chợt thấy có cái gì đó hợp lý xung quanh những cái hòn núi bao quanh này, thì cái quả núi thủng kia và tự dưng lại có một cái quả núi to hơn một chút ở ngay bên cạnh, thì mình lại hình dung ra và có một cái lóe lên ý tưởng trong suy nghĩ là cái núi kia, núi thủng thì kia nghĩ là đó là núi Cái, và cái núi bên cạnh núi Cái là núi Đực. Gặp ngay bạn Châu này vừa tắm xong. Đang tắm thấy người đến thì thấy xấu hổ à? Nhân tiện là đang đi khảo sát cũng như là vãn cảnh khu vực quanh đây thì chúng ta thử đi đến đằng kia xem nào, đứng đằng bên đấy xem là có nhìn được cái mặt đằng sau của núi thủng không. Thấy mọi người bảo rằng là nếu như mà đến núi thủng thì ở đây thì có hai con đường đến. Con đường thứ nhất là con đường đến đằng sau núi thủng, và con đường thứ hai là con đường trước núi thủng. Thì theo nhận định của Kiên là nơi mà camping đây, Kiên đã tìm hiểu kỹ, đó là nơi mặt trước của núi thủng. Trên đường những cái nơi như thế này rất nhiều pin của châu bò để lại, tức là ăn lắm thì bị nhiều. Nhiều lắm bạn, ở đây rất nhiều châu bò. Đấy. Đang đi thì thấy vị phía sau, cứ tưởng mình ăn mặc gì loẹt loẹt không để châu bò nó như nó hút thì mệt đấy. Ngứa, hóa ra ngứa, đang gãi tai. Đó, chúng ta đang đi cũng khá xa rồi và chúng ta vẫn còn tiếp tục đi nữa để xem phía mặt đằng sau của thảo nguyên này, xem có nhìn thấy cái phía sau của núi thủng không. Càng đi càng thấy rộng các bạn ạ. Đó,
vẫn chưa nhìn thấy phía đằng sau của núi Thùng đâu. Thì theo Kim nghĩ thì chắc là cái phía đằng sau đó thì chỉ có đi vượt qua cái dãy núi này thì mới nhìn được cái phía đằng sau của núi Thùng. Sẽ đi cố gắng đi thêm một chút nữa. Ngựa. Đây là những con ngựa. Đấy, ở phía xa xa đằng kia thì có một cái chòi. Và những cái chòi đấy, cái chòi đấy là cái chòi ngay bên cạnh cái bãi nương. Kim nghĩ là nương ngô này, cái vườn gì đấy ở dưới chân núi. Tuyệt vời quá. À đúng rồi, đây các bạn này, ở phía kia thì chúng ta không, bây giờ chúng ta không nhìn được cái phía đằng sau của núi Thùng. Đây là chúng ta đang đi bên hông của núi Thùng thôi, chứ còn phía đằng sau thì chắc chắn là sẽ phải vượt đằng sau cái dãy núi này. Ok, không vấn đề. Và chúng ta cũng nhìn lại xem là con đường chúng ta đã đi trên thảo nguyên. Đấy, nói đến cái thảo nguyên thì tự dưng Kiên còn nhớ hồi bé Kiên hay xem cái phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Các bạn trẻ bây giờ chắc là cũng không biết phim đấy đâu, nhưng mà những cái thế hệ 8, 9X và đầu 9X thôi, các bạn sẽ biết được những cái bộ phim đó. Nó rất là hay và dài kỳ. Con ngựa đang gặm cỏ phía, hình như là nó ăn theo bầy hay sao ấy. Phía bầy đằng kia thì là bầy trâu với bò, ở phía đằng này thì là bầy ngựa, kiểu đi có đàn với nhau. Đi chúng ta nên né xa xa mấy bạn ngựa ra, không bạn ấy đá hậu cho cái, chả biết đâu mà lần. Các bạn có nghe thấy âm thanh không, biết là âm thanh gì ngoài tiếng dế kêu ra thì có những cái tiếng rú và tiếng rít, không biết là của những con gì. Nói chung là đi ở đây thì cũng rất là dễ đi thôi, nó mang tính chất bộ hành, nhưng mà cái giá trị nhất là mang lại cho chúng ta là cái không gian và cái không khí trong lành, không gian yên tĩnh. Phảng phất mùi cỏ non quyện với mùi mì. Bờ kè của người dân
tường rào đắp bằng đá. Thì đoán là kia là bãi ngô, bởi vì thấy lá nó kiểu giống như lá ngô non. Phía đằng xa xa kia là những cái đá tai mèo giống như kiểu mọc lên giữa thảo nguyên vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến xem, quan sát xem như nào. Đây, thưa các bạn, rất nhiều mìn. Đi chúng ta phải hết sức để ý không dẫm mìn. Nhưng được cái là những cái mìn này thì nó không mang tính chất sát thương, nó chỉ mang đến cái sự rửa ráy cho chúng ta ở phần hậu của nó thôi. Đây, chúng ta đang tiến đến gần với cả khu bãi đá. Đây là bãi đá kiểu tai mèo mọc lên giữa thảo nguyên. Và một cái điều đặc biệt, các bạn nhìn thấy không? Đấy, có một cái hòn đá rất là to nằm trên mấy cái hòn đá trồi lên. Theo mình đoán là trước đây là do kiến tạo của địa chất có cái sự rung chuyển những hòn đá này ở từ đâu lăn đến và yên vị ở trên này. Bên này có một cái hủng đá. Những cái kiến tạo của tự nhiên rất là lý thú. Ở đây thì có một cái hủng, ở dưới thì cây mọc chắn xung quanh, ở dưới là một cái hố, cái hủng. Đây. Nếu như mà các bạn mà có hành trình lên bên núi Mắt Thần thì các bạn nên quá vào đây một tí, chụp những bức ảnh ở đây. Kiên nghĩ là chắc chắn là sẽ có gì đó vô cùng đặc biệt trong bức ảnh của các bạn, hoặc là những bạn mà nam nữ tìm hiểu lẫn nhau thì có thể dẫn đến đây và ngồi lọt thỏm ở trong những cái khe đá, hòn đá này, chút bầu tâm sự thì cũng hợp lý. Thank you.
Ok các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bay flycam lên trên chỗ núi thủng kia. Chỗ thủng kia thì xem ở trên đó có gì thì ngay bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Lấy cầu, bay thôi.
Ok, hành trình của Cacao TV đến thăm núi Thủng tại tỉnh Cao Bằng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn yêu thích thì hãy ủng hộ Cacao TV bằng cách nhấn like, subscribe cũng như chia sẻ kênh để tới nhiều người hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.